Trong phần trước chúng ta đã đọc Kim dĩ phát bồ đề tâm Hãy nghĩ Chúng ta trong hiện tiền Hàng ngày đều niệm phát bồ đề tâm Niệm dài chục năm Bồ đề tâm chẳng phát ra nổi mỗi ngày vẫn là phát tâm thị phi nhân ngã tiếng tâm lợi dưỡng ngũ dục lục trần tham sân si mạng vẫn phát cái tâm ấy cái tâm ấy là tâm luân hồi phát loại tâm ấy quý vị khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác đều là tạo nghiệp luân hồi tạo nghiệp luân hồi là nhân thọ quả báo luân hồi là quả làm sao có thể thoát ly lục đạo luân hồi cho được chuyện này rất nghiêm trọng chẳng phải là chuyện nhỏ mà là đại sự học phật trong hiện thời nếu chúng ta nghe giảng kinh văn như vậy nghe những đạo lý này cơ duyên được nghe giảng kinh văn và đạo lý như vậy sẽ chẳng nhiều quý vị đến nơi đâu để có thể nghe chúng tôi hy vọng sẽ có thể mở rộng khiến cho hết thảy chúng sanh đều có cơ hội được nghe đều có cơ hội tiếp xúc đấy là nhờ khoa học kỹ thuật mà đắc lực chúng ta toàn tâm toàn lực đi theo phương hướng này theo phương hướng này người giảng kinh hoằng pháp ít ỏi không sao cả xác thực là có thể thu được hiệu quả lợi ích vô biên huống hồ lại thuận theo nguyện lực quyền lực thanh tịnh xác thực là chúng sanh trong chính pháp giới đều được lợi ích chớ nên thấy trong studio chẳng có một người nào những chúng sanh mà nhục nhãn của bọn phàm phu chúng ta chẳng thấy không biết là bao nhiêu chẳng có cách nào tính toán Do vậy chúng tôi sanh tâm quan hỷ Phu tử có nói Học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ Hữu bằng hữu từ diễn phương lai bất diệt nhạo hồ Bạn bè ở đây chính là chúng sanh trong chính Pháp giới nhưng bất đi nhi bất uấn bất diệt quân tử hồ người thế gian chẳng biết chúng ta vẫn tâm bình khí hòa y hệt quyết định chẳng có mảy may trách móc họ đó là thiện căn phước đức nhân duyên của mỗi người khác nhau làm sao có thể trách móc họ cho được người ta chẳng biết đến mà chẳng giận cũng phải là một vị quân tử vì thế nay chúng ta học phật tự hành hóa độ người khác ba câu trên đây trong luận ngữ thảy đều hiện tiền thực sự hưởng thụ đấy chính là như tiên sinh phương đông mỹ đã nói học phật là sự hưởng thụ cao nhất trong đời người cụ nói lời ấy hết sức có lý